of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Và buổi sáng của ngày hôm nay mình sẽ chơi với nhân vật An cho bạn cùng xem. Rồi bể gương persona vui vẻ thôi. Cũng lâu lắm rồi không chơi về nhân vật An. Một cái nhân vật chỉ cần trúng mèo là sẽ có hit. Nhưng mà quan trọng là mình nhảy làm sao bớt trúng địa hình. Cái thứ hai nữa là gặp mấy bạn mà cai tốt thì có khả năng cao mình nhảy được, nhưng mà lại không đánh được chúng nó. Đấy, cho nên là chơi nhiều khi cũng hên xui lắm. Chẳng hạn như giống như cái skin này nè, đánh gần thì hột mà đánh xa lại trúng. Nó mới lạ lùng, nó mới kinh khủng. Kinh thiên động địa, kinh hãi. Trời ơi. Yêu. Cái gì vậy trời? Rồi múc bang cho vào giỏ hàng. Không nói nhiều, đúng không? Để mình cho ra đây. Đấy. Chỗ nào thoáng thoáng thì tụi nó khó cứu. Chứ chơi mà chỗ hẹp mà nó có nhiều địa hình thì mình cũng hơi khoai đó. Ai đây? Thực ra đối với nhân vật An thì thường thì sẽ có một cái tâm lý, đó chính là ví dụ như mình đấy, mình là mình hay theo kiểu là sẽ thấy con mèo gần tới là mình sẽ đi lùi lại xíu để khi cái việc tách mèo ra nó sẽ khó. Đấy, mọi người thấy không? Cai hay quá. Thôi, đã đến lúc đi về cam nhỏ đồ chơi rồi. Vui buồn có đủ hết rồi. Bây giờ thì mọi người thấy là đối với Hunter thì nói chung cũng dễ chơi, mà nói chung thì cũng rất là khó chơi. Húp. Húp. Hay quá. Thì đấy, cứ phải cái búa nện vào đầu nó mới lo, nó mới sợ. Hôm qua có bạn bảo comment nói video mình bớt lên lại, tại vì mỗi lên nhiều thấy tiêu cực, mà cũng không biết tiêu cực cái gì. Nhưng mà nói chung thì giờ có muốn lên thì cũng chả lên nhiều như ngày xưa. Thực ra cũng lên nhiều được, nhưng mà không có thời gian thật sự, tại vì cơ bản là đi làm đó, cho nên là cũng không có nhiều thời gian giống như ngày trước. Ngày trước là buổi tối thì bây giờ thì hay soạn giáo án, soạn PowerPoint để báo giảng đó. Mà học sinh thì lại thích cái kiểu đấy, nên là mình cũng chiều tụi nó luôn, phục vụ mục đích cho chúng nó mà, nên là cũng yêu thương. Cũng có một chút gì đó mà lem mà lem này thì sao canh ba lét mẹ hả? Không có đâu má. Rồi bớt lại, bớt lại đi đâu. Rồi. Mô mô. Thôi thôi thì cũng đã đến lúc mà mình phải hỏi tại sao nước biển lại mặn rồi. Hí. Ôi. Hí. Oh. Rồi. Sao mà nhiều mỹ nhân xung quanh cái này, đâu có nhu cầu đâu. Mà bây giờ thì máy còn 4 cái. Nhưng mà công nhận ấy, chẳng hạn như mình chơi Hunter, mình không có lên cái nhánh rào, mình không lên nhánh phá ván ấy. Trời ơi, đạp cái ván thì nó mệt mỏi thiệt sự, đúng không? Ở đây thì đang lên cho nên là... Rồi xong. Dính mèo. Ở đây mình đang lên cái nhánh đạp ván, nên đạp cái ván lực dã man luôn, cảm giác nó bồng bềnh, nó khỏe, dễ sợ. Rồi. Hí. Hí. Đấy. Nên là mình cũng biết là ý của bạn đã nói kiểu gì, nhưng mà thôi thì kinh khủng. Sao? Giờ làm sao? Thôi. Mẹ gõ con đi một cái cho vui nhà vui cửa luôn nha. Hí. Đấy, cứ phải vậy nó mới dừa lòng.
Ở đây là không có chưa mua thuốc đấy. Nhưng mua rồi là tới công chuyện đấy mẹ. Thôi đi về đi shopping. Giờ có nhiều mặt hàng quá. Nói chung thì cũng gọi là cố gắng hết sức làm những cái gì tốt nhất có thể. Và cũng gọi là một phần là phục vụ mọi người, phần thứ hai nữa là phục vụ cho bản thân mình. Cho nên là nhiều khi có những cái gì mà kiểu sai sót thì góp ý thì mình cứ yêu thương, mình nói nhẹ nhàng, mình nói tử tế thôi. Không cần biết là phải cắt gỏng lên hoặc là có những cái mà kiểu gây tổn thương lẫn nhau thì nói chung thì cũng không có hay lắm. Nên là mọi người cứ thoải mái góp ý kiến nha. Người ta nói là người khôn ăn nói nửa vời đó. Mà vời vừa thôi chứ vời giữa quá em không có hiểu gì đâu nha. Giờ sao? Giờ muốn tông mẹ hay sao? 10 con tiền đạo bước vô. Hi. Đó, mọi người thấy không mọi người? Đâu có sợ đâu. Bây giờ là mẹ lên nhánh lau kiếm rồi, hiểu không? Rồi. Ê. Á, két. Mày đi ra kia. Dính. Đập luôn nè. Này thì mô luôn nè. Giờ sao nữa đây? Là sao nữa vậy? Oh, hay quá nhờ, bách bài. Rồi ok, vô. Vô. Sợ cao bồi thôi, chơi ăn chỉ sợ đúng cao bồi. Còn lại mấy đứa này á. Trời ơi, ta nói 10 con rồng. Xăm 10 con rồng. Mấy bữa này trên TikTok có cái trend ăn nói nửa vời đó, mọi người biết không? Kiểu nói không có hết câu á, chỉ nói cho người ta lo lắng, sợ hãi. Cho nên là nhiều khi cũng rất là sợ hãi cái kiểu nói chuyện kiểu đấy. Tự nhiên cái vô nói vừa rồi mới thấy thằng công an nó bắt thằng kia. Người đó nói vậy thôi. Cái người nghe người ta không hiểu gì. Hôm qua mình soạn xong cái đề, cuối cùng là tính là in cho chúng nó để làm đến khoảng tuần sau là bắt đầu cho chúng nó làm. Cho nên là nhiều khi cũng đang rất là lo, bởi vì sợ nhiều khi không biết là tụi nó có hiểu hết bài không. Mà nói chung thì trong quá trình cho làm mình cũng ôn hết rồi, nên là cũng mong các bé điểm ok phết xíu. Còn không ok not là cho nói gì, cái gì bọt không nó nhiều. Rồi đi về cam bé yêu nè. Quá trời quá đất rồi. Hí. Hí. Ui nhảy đã ghê luôn á. Nhưng mà không có trúng. Cái con đồ cổ vũ đó đấy nha. Lát nói chuyện mày xong. Sao? Súng sỏ gì? Mà bạn nào mới chơi game này hoặc là mới dấn thân vô game này, mình nghĩ nên mua con an chơi. Dễ dã man luôn. Đây là mình chơi an còn chưa giỏi đấy. Nhiều người chơi họ lắc lắc léo léo hay lắm. Nhưng mình đây là mình chưa quen cái thao tác. Có cái súng này. Vừa. Súng với mẹ. Ôi. Nó lắc cái súng nghe đít kìa. Trời ơi. Rồi lên ghế đi má. Rồi. Năm sọ phải không? Hi. Chưa. Còn Pharo đó đó. Đúng rồi á. Nãy đập Pharo đừng hit đó anh Linh. Nã cho cái đầu nó. Đập cho nó bừng sáng ra. Chơi ba cái đá hay tán nhỏ nhỏ ra tán một người chơi cả cục. Rồi phê. Rồi ảo giác. Vô. Ủa nó đâu? Ủa dưới này à? Oh.
Trời ơi, tàng hình mà dám vô đó. Rồi lên ghế luôn đi má. Giật cho lắm vô. Ôi, bật phấn khích xong có cái mắt đỏ đẹp dã man luôn. Và mọi người đừng chuyển kênh nha. Mình sẽ chơi thêm một trận thường nữa rồi gắn vô clip cho các bạn cùng xem luôn. Và mọi người đừng chuyển kênh nha mọi người. Vừa vô là thấy Sibon ở đây, chắc chắn là cái máy ở trước khu nhà nhỏ có một đứa. Cho nên là mình đi thẳng ra luôn. Để thuộc Sibon thì nói chung thì mọi người cũng không cần phải mở cái hình ra mọi người đi xem đâu. Mọi người coi video clip và Bờ Player nhiều ấy. Thế là nhiều khi mình, ví dụ như trong cái map này thực sự mình cũng không thuộc đâu. Nhưng mà chẳng qua là có vài cái vị trí đặc biệt vô là thấy, nên là mình tới thẳng liền luôn. Giống như vừa vô gặp má này là thôi đó. À, thôi đánh đỡ má này đi. Hi. Trời ơi, xóa game. Hồ Long Đao. Xuống hầm đi má. Một nốt nhạc. Bất ngờ không bà già. Subi cần tu liêu. Ủa sao hồi nãy thấy có đứa nào nó cầm điều phối mà cuối game nó đổi hả? Mình chốt nhanh quá, cuối cùng nó đổi lúc nào ấy. Mang phấn khích để chừa con điều phối lại. Mà ai dè đổi sang hình như con điều người điều khiển rối ấy. Tức ghê. Thế là uổng mất một cái bổ trợ rồi. Mà với cái chất của những kẻ sống sót này thì thật sự mang phấn khích nó cũng là một cái điều gì đó không cần thiết. Tại vì chả có con nào xì tun cả, có tun thì tun ván thôi, chứ kỹ năng thì chả có con nào tun si. Nên là nhiều khi nó rõ ràng mình thấy nó độ nó cầm con điều phối là vô là mình chốt liền, xong rồi mình vô cái phần showroom mình coi skin, coi ba cái linh tinh như phụ kiện ai mà dè đâu trời. Nó đổi lúc nào không hay luôn. Trời ơi. Mẹ tới nè. Vừa. Trời ơi. Là sao nữa vậy má? Xì tun, tun xì. Trời ơi nữa. Đúng rồi, chạy vô đây để là nhảy cái bàn đạp. Xin lỗi ha. Người ta cũng có một cái plan ở trong đầu là sẽ cai tới đây rồi bắt đầu là sẽ nhảy cái bàn đạp. Mà thì chạy luôn đi không? Ngựa bấm điệu robot nữa cơ. Trời ơi. Rồi má nội này có bàn đạp chưa? Tùn si. Xì tùn. Trời ơi, nó có rồi má. Con mèo gì mà xa thế? Ý. Là sao nữa? Sao dám bước vô đó? Trả lời liền cho mẹ. Trời ơi, mấy đứa này. Cầm nguyên cái hồ long đao là tới số. Rồi xài máu ảo đi. Rồi ok. À, chị Mách. Nó tới nó heal, mọi người mình cứ tưởng nó tự heal chứ. Đây, đập khứa này trước. Khứa này hài dễ sợ vậy đó. Khỏi. Riêng bà nha. Riêng bà là bà không cần thiết phải xì tun đâu. Tại vì cơ bản là mình cũng có khả năng cao là mình đã tới mà đâu cần xì tun lắm làm gì, đúng không? Rồi, đổi bling đi. Cầm cái phép bổ trợ mà không có dùng được một cái gì luôn. Mà đối với An thì không sợ mấy đứa mà xì tun lắm, bởi vì cơ bản là mọi người thấy nó có thể khóa kỹ năng, rồi nó có thể làm choáng. Đặc biệt là với cái trận tiền đạo hồi nãy mình chơi từ cái đợt cầu Persona. Ủa, có cầu không? Không. Có cầu nhưng mà không đập. Nói chung thì chỉ Fuzzy Faro rồi muốn nâng cấp lên thẻ thức tỉnh thôi. Cho nên là đối với những cái đứa tiền đạo thì nói chung thì cũng không hãi lắm. Về cơ bản
cứ thoải mái bung lụa lên, cái gì mà rón rén bà nội. Nhưng mà cái skin này kiểu nhìn An nó đi nặng nề, nó cầm cái vũ khí đánh nó cũng nặng nề nữa, nhìn nó cứ bị mệt mệt sao ấy. Bây giờ thì cũng chưa có hầm cho nên là mình cứ thoải mái cho người điều khiển rối lên ghế thôi. Còn ba cái bàn đạp nói chung thì dọn cũng sạch sẽ rồi, nên là bốn máy kem trinh thì không phải lo có việc hầm hay không, đúng không cả nhà? Và hẹn là mọi người vào đơn sau. Chiều nay thì mình sẽ dự một buổi 20 tháng 11 sớm, và đến thứ tư cũng như thế. Bye bye mọi người nha.